Cái này là mút melamine, nhiều ông review nó thần kỳ vãi, không tốn một giọt chất tẩy rửa nào mà tẩy mọi thứ. Mua về review thử. Nghe nói đây là một trong bộ 3 melamine mới nhất. Tôi đặt tên cho nó là Ngọc Trinh. Test thử Ngọc Trinh. Trước khi dùng thì dấp nước như thế này. Nhà bạn nào có con mà con vẽ lên tường, rẻ bình thường, không lau được, melamine đi hết. Wow, thần kỳ vãi. Nâng cao độ khó bằng mực bút bi. Tường gồ ghề khó lau chùi. Ui rồi nó đi phát một. Vết bẩn nghìn năm do A Linh nó vẽ từ hồi bé. Melamine. Cái đế màn hình máy tính là nỗi đau khổ lâu ngày của tôi. Nhìn đi các bạn, melamine cọ hết. Mấy cái vết bẩn cứng đầu còn đi ngon, huống hồ là mấy cái cặn canxi ở cái vòi nước. Dùng xong nếu còn thừa thì bạn chỉ cần dấp nước, phơi khô, có thể tái sử dụng. Nó thần kỳ lắm. Mai ơi là Mai ơi, em ngon quá Mai ạ. Sau khi sử dụng xong thì nó có bị ngót cũng hợp lý, bởi vì nó sử dụng chính phân tử của nó để mang cái chất bẩn đi. Cái này nó rẻ như bèo luôn ạ. Em đã ngon em lại còn rẻ nữa. Xong khoa học, review khoa học.